Các bạn đang theo dõi trên màn hình là bộ 4 siêu phẩm xe côn tay đang được giới trẻ Việt Nam chúng ta rất quan tâm trong thời điểm hiện tại và được khoác lên mình những bộ áo mới màu vàng đen cực kỳ bóng bẩy và đẹp luôn các bạn nha. Và thông qua video ngày hôm nay mình sẽ review chi tiết về từng phiên bản một cũng như báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 10 của năm 2022. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Tôi đang xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là 4 siêu phẩm xe côn tay đến từ 3 ông lớn của Nhật Bản là Honda, Yamaha và Suzuki các bạn nha. Mình sẽ lướt qua một vòng trước, sau đó sẽ đi vào chi tiết cụ thể sau. Đây là mẫu xe Exciter phiên bản 105 trang bị van biến thiên VVA mới nhất với màu sắc vàng đen. Đi kèm với đó, đại lý lên cho nó một cặp mâm. Nhìn rất cuốn hút và đẹp các bạn nha. Rất nhiều bạn hỏi mình là cặp mâm này mua ở đâu, thì mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại xe máy Đại Nam với địa chỉ ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, cách cổng chính của Việt Nam vào khoảng tầm 200m thôi. Rất nhiều những món đồ chơi độ lên cho chiếc xe Exciter này. Tiếp đến là mẫu xe Sachia F150 nhập khẩu của Suzuki, cũng khoác lên mình một dàn áo mới, bộ tem cũng cực kỳ phong cách thể thao. Mẫu xe này hiện tại đang có cái phân khúc khối động cơ, công suất và moment xoắn tốt nhất trong 4 mẫu xe hiện nay. Còn đây là mẫu xe Honda Solix các bạn nha. Một mẫu xe cũng được lên cho mình một cặp mâm 3 chấu, rất đẹp luôn. Các bạn có thể nhìn cận cảnh, được nhập khẩu từ Indonesia. Solix hiện tại giá bán cũng là cao nhất. Và cuối cùng đây, một mẫu xe phải nói là giá cực kỳ tốt trong thời điểm hiện tại, chiếc xe Honda Winner X thế hệ mới V3 cũng được khoác lên mình dàn áo 3D màu vàng đen. Hiện tại cả 4 mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình đều đang có mặt tại xe máy Đại Nam. Các bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình hoặc thông qua số điện thoại của bạn Linh là 0917971471. Mình sẽ để số điện thoại này ở phần mô tả của video để các bạn có thể liên hệ tìm mua cho mình trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Đều là những mẫu rất đẹp và cuốn hút, rất đáng để quan tâm. Đặc biệt là mẫu xe Exciter 105 mình có quay lên đây, đăng lên cả Facebook của Philippines, Indonesia cũng như là của TikTok này, rồi YouTube thì đều được các bạn quan tâm và rất thích cái cặp mâm này trên mẫu xe Exciter và hỏi mua tìm mua khá nhiều các bạn nha. Màu sắc thì rất bóng bẩy, đi cùng với bộ tem Special Edition giới hạn. Phải nói một điều ấy, những cái màu sắc vàng đen được khoác lên trên các mẫu xe đều rất ấn tượng khi các bạn lưu thông ngoài đường. Các bạn có thể nhìn chi tiết này, các góc độ của xe các bạn nha. Cặp phuộc phía sau cũng được thay đổi, phuộc monoshock phía sau được thay đổi của Racing Boy, các bạn có thể theo dõi cận cảnh. Một số nội dung chi tiết trên xe như chống đổ cũng được thay thế này, rồi là tay thắng, tay côn, rồi tay các bộ phận nắm tay cũng được thay đổi các bạn nha, để tạo chiếc xe có tông xuyên tông màu sắc hơn. Các cái vị trí chi tiết được bổ sung trên xe cũng được trang bị màu vàng để nó tông xuyên tông hơn với màu sắc của xe. Hiện tại mẫu xe Exciter đang được bán với giá bán 50 triệu với bản này luôn các bạn nha. Lên toàn bộ sơn xe 50 triệu luôn, các bạn có thể lưu ý. Rất cụ thể và chi tiết luôn. Còn đối mẫu xe Sachia F150, hiện tại Sachia F150 với phiên bản được lắp một số món đồ chơi cũng như là sơn độ như thế này, các bạn sẽ bỏ ra vào khoảng tầm 59 triệu cho chiếc xe ở đây. Mình báo giá là cụ thể chi tiết, giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi, các bạn có thể lưu ý các mình nha. Báo giá cả sơn độ luôn để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn trong thời điểm này. Lên cho đó một số món đồ chơi này như ba ga này bằng titan các bạn nha. Các cái nội dung trên xe cũng được trau chuốt và làm đẹp rất nhiều. Riêng mẫu xe này có thêm cái vị trí để đồ ở phần ba ga phía trước của xe. Còn đây là mẫu xe Honda Solix. Honda Solix hiện tại giá bán là cao nhất, một mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia. Hiện tại giá bán của mẫu xe này là 65 triệu 500, với màu sắc sơn độ các bạn đang theo dõi trên mình ở đây. Bánh mâm cực kỳ to các bạn nha, ngàm phanh Nissin. Các cái họa tiết tem xe cũng rất đẹp, 6 số DOHC. Hiện tại 3 mẫu được trang bị khối động cơ DOHC là Solix, Sachia và Winner X. Còn SOHC chỉ có mẫu xe Exciter thôi, nhưng bù lại nó được thêm van biến thiên VVA. Winner X đây các bạn có thể theo dõi, hiện tại Winner X đang có giá bán rẻ nhất. Với phiên bản sơn độ các bạn đang theo dõi trên màn hình chỉ có giá là 41 triệu thôi trong thời điểm hiện tại. 41 triệu cho phiên bản này các bạn nha. Rất đẹp luôn, quấn hút đẹp, màu sắc cực kỳ bóng bẩy. Các mẫu xe đều chứa đựng cho mình những nét đẹp riêng trong thời điểm hiện tại. Các bạn nào quan tâm hãy đến với xe máy Đại Nam để tìm mua cho mình ngay lúc này. Mình cũng đã báo giá rất chi tiết cụ thể rồi,
lướt qua để các bạn có thể tham khảo đây. Đây toàn bộ quang cảnh bên ngoài đại lý các bạn nha, xe máy nhập khẩu Đại Nam. Và với những bạn nào quan tâm thì mình có thể kết luận, đưa ra kết luận bằng chủ quan của cá nhân top 5 về 4 mẫu xe ở đây. Với mẫu xe Yamaha Exciter trong thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng với những bạn nào thích một trải nghiệm mới, một khối động cơ mới, một thiết kế mới, đi kèm với đó các bạn đi bình thường thôi, đi phố thôi, thì mình nghĩ mẫu xe này là cực kỳ ok trong thời điểm này. Được trang bị rất nhiều những cái vị trí trên xe được trau chuốt, được làm rất đẹp các bạn nha, để các bạn có cho mình những trải nghiệm hấp dẫn nhất trên mẫu xe Yamaha Exciter ở đây. Đại lý cũng đã trau chuốt bằng những cái phụ tùng, đồ chơi trên xe để tông tuyên tông hơn với màu sắc của xe. Exciter trong thời điểm này là một mẫu xe đáng để quan tâm, đáng để lựa chọn vì nó cũng được trang bị rất nhiều những cái tính năng trang thiết bị tiện ích. Như hệ thống, có những phiên bản để trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key này, rồi cổng sạc này, ngầm phanh 2 bít tông này. Đặc biệt khối động cơ nếu để so sánh với đối thủ thì hiện tại khối động cơ SOHC đang rất tốt so với mẫu xe Honda Winix trong thời điểm này. Với mức giá bán hiện tại chỉ 50 triệu cho phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là một mức giá bán khá là ok với mẫu xe Honda Yamaha Exciter phiên bản 155, 6 số các bạn có thể theo dõi trên mình ở đây. Hiện tại cả 4 mẫu xe đều được trang bị 6 số rồi các bạn nha. Tăng thêm cái phần trải nghiệm với một mẫu xe côn tay để các bạn nào yêu thích dòng xe côn tay có thể trải nghiệm thêm cho mình với mẫu xe Yamaha Exciter này. Mình có thể kết luận về mẫu xe này như vậy. Còn đối mẫu xe Sachi F180, thích một mẫu xe tốc độ, kiểu dáng thanh thoát và chiều cao ở tầm mức 1m7 trở xuống thì các bạn có thể lựa chọn mẫu xe này một cách vô tư. Hiện tại mã lực của nó đâu đó vào khoảng tầm trên 18 mã lực với mẫu xe Suzuki Sachi F150. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thêm một phiên bản nữa với thiết kế tương tự giống, đó là mẫu xe Suzuki Rider R150 chính hãng tại Việt Nam chúng ta. Kể cả phiên bản Sachi chính hãng các bạn nha, giá nó sẽ rẻ hơn đôi chút so với mẫu xe Sachi nhập khẩu. Đấy, mình có thể nói thêm với các bạn như vậy. Thích tốc độ, chiều cao đâu đó vào khoảng tầm 1m7 trở xuống, các bạn lựa chọn mẫu xe này cực kỳ ok. Còn với những bạn nào cũng tương tự mà thích một cái mẫu xe thiết kế thanh thoát hơn đôi chút và làm nên thương hiệu của Honda rất nhiều năm trở đây rồi, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn dòng xe Solix. Cực kỳ thanh thoát và đẹp, cũng kiểu dáng thiết kế Hyper Underbond. Tuy nhiên thì mẫu xe Solix lại toát lên cho mình một cái vẻ thể thao riêng biệt, thanh thoát, đẹp vốn có của nó các bạn nha. Nó không bè thế hơn, bè ra một chút giống như Sachi, mà nó luôn thon gọn từ đầu đến đuôi. Một dưới 1m7 điều khiển mẫu xe này cũng cực kỳ ok. Còn với những ai thích một cái tính năng an toàn như ABS này, rồi thích mọi thứ trên xe cũng như trang bị điển hình tiên tiến, cùng với cái giá bán rẻ hơn rất nhiều so với các cái mẫu xe trong cùng cái phân khúc 150-155, thì các bạn lựa chọn mẫu xe Honda Winix này, mình nghĩ cực kỳ phù hợp luôn trong thời điểm hiện tại. Và đó là một số thông tin ngày hôm nay tôi đang muốn chia sẻ để các bạn thông qua video này về 4 mẫu xe trong thời điểm hiện tại. Cảm ơn rất nhiều của mình. Nói các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.